Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Triều Giang, 25 tuổi, 20 năm tù, Nguyễn Tiến Thành, 23 tuổi, 14 năm tù về tội giết người và tội cố ý gây thương tích, Trình Vũ Tuấn, 33 tuổi, 8 năm tù về tội giết người. Cả ba bị cáo cùng ngụ tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và đều có tiền án tiền sự. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với ông Mai Văn Lương nên sau khi uống rượu xong, Giang mang hung khí gồm dao và chĩa cùng với Thành và Tuấn đi tìm ông Lương để giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện ông Lương đang ở nhà một người quen nên Giang cầm dao đến đâm vào người ông Lương 2 nhát thì dao bị gãy. Ông Lương cố chạy thì bị Thành cầm chĩa đâm trúng 2 nhát. Ông Lương tiếp tục bỏ chạy nhưng bị trượt chân, té xuống sàn nhà thì Giang tiếp tục dùng dao đâm vào lưng. Còn Tuấn khi biết ông Lương là người quen nên không làm gì, sau đó vứt dao rồi cùng đồng bọn bỏ về. Ngoài ra Giang còn gây thương tích cho 4 người khác vì cho rằng những người này là đồng bọn của ông Lương.